Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Phúc Bang. Hôm nay thì ngày nghỉ, Phúc Bang lại lên với nhà em Dình. Ở trên này thì hôm nay lên thì em Dình đã lên được cái mái rồi. Và bây giờ thì chỉ cần lập nữa thôi, chắc là em Dình sẽ chuẩn bị được vào nhà mới rồi. Thì bây giờ hôm nay thì hôm qua thì nghe nói là Dình nói là trời mưa thì tạm dừng. Hôm nay thì trời đã lại hửng nắng thì Dình lại tiếp tục lên mái. Và bây giờ chúng ta cùng vào đến xem công đoạn lên mái của ngôi nhà nhá. Ôi cao thế này. Không có cầu thang lên nữa à? Cầu thang ở trong nhà anh ơi. À thế à? Hôm nọ thì vẫn còn dang dở nhưng hôm nay đã thành hình thành một cái ngôi nhà rồi. Đây. Rất là nhanh. Tất cả anh em cả gia đình hai bên nội ngoại đều giúp em Dình làm. Và chúng ta vào ngôi nhà bên trong thôi. Đây. Kia là bà ngoại hay bà nội? Bà nội à? Người anh gọi điện là em nghe đúng không? À. Đây là vợ của em Dinh. Đây con trai lớn đúng không? Đấy. Sáng nay đá bóng à? Đá với đội nào đấy? Giao lưu thôi gì? Đá giải hay là giao lưu? Ai là? Thế bị loại rồi à? Bị loại rồi à? Chưa, chưa biết đâu. À, mai vẫn đá tiếp à? Ôi cẩn thận nhá. Đã chào cô. Sống giúp cô con trai đấy đúng không? Chắc sẽ là đấy à. Đây là mẹ của Dình. Rộng phết nhỉ, bây giờ nhìn thành ngôi nhà nó mới rộng. Tường mịn thật đấy, này, các bác xem. Đấy. Tường rất là mịn. Đây. Ngôi nhà có diện tích là 80 mét vuông. Nhìn vào cái tường ngoài đó. Rộng thật. Đây, lên xem nào. Cầu thang này rộng thế. Lên xem. Ây da. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn. View. Mấy anh em đi đâu hết rồi hôm nọ ấy? À, rồi. Vâng. Là mái nhà. Ôi nhưng mà lập cái này thì bắn pro vào à? Sắt này thì bắn được không? Ui. Cẩn thận nhá cái gióng này. Đúng rồi. Nhìn chắc. Nhìn nó mong manh phết. Mình chống an toàn rồi. Đây này nó trượt phát là cũng đủ đấy. Không anh không được đâu. Chú này là nhà bên bên kia anh ấy. À, đây là bố á, bố của gì nhá. À chào chào chú, xin lỗi. Đấy bố còn trẻ đến thế không à. Hôm qua là sợ mưa là mình che vào thôi đúng không? Rồi, đây. Nóc đặt đánh lên rất là đều. Đấy. Nhìn cao phết nhỉ. 6 mét. À, tất cả mình tự làm hết lập, mình cũng tự lập thôi gì? Vâng. Cái này mình cũng tự lắp à? Tự lắp. À, cái mái này cũng tự lắp. Em là em à? À cậu. Cậu á? Cậu tức là gì gọi là cậu thì ấy à? Vâng. À.
cậu em vợ à, em mẹ à? Vào đi các bạn. Ô. Nắng lên rồi. Nó bắt đầu lập được rồi. Bên dưới là láng nền đúng không? Làm giáo này rất là mỏng manh. Tường rất là dày. Nóc nha. Các bác cho các bác nhìn nóc. Đấy, cao chưa? Nhìn từ chỗ này mới là cao này. Nhìn này, cao chưa? Chưa cao đâu anh ơi, chưa cao. Cao nó phải 10 mấy mét mới cao. Ừ, anh sợ lắm cái độ cao này. Chít nữa rơi. Rơi xuống này là à. Rơi xuống là ai biết thức làm đâu được mà. Dưới nhiều đá quá. Rồi. Ở đây rất là hay nhá. Từ hôm nọ bất ngờ chỗ này là bên này rất là nhiều đá nhưng mà bên kia lại đất. Thế là chiều đây là bắt đầu là bắn cầu phong thôi đúng không? Bắn cầu phong xong là mình em đi được này. Để anh sạc đi. Ghê ghê. Chỗ này là mùa du lịch là hơi ồn đấy, đi xe máy nhiều nhỉ. Tự làm nhà hết tất cả, không phải thuê thợ, tự làm. Úi chú nhắm lên không sợ vỡ à? Không vỡ được đâu. Cái này là nó vỡ ra hay là mình cố tự lắp? Vỡ ra. À vỡ ra. À đây này. Thành hàn với các kiểu là tự làm hết, không thì thuê đâu thì còn đắt tiền đấy nhờ. Thuê thì đắt tiền. Cái này là mình... Anh chơi nó à? Anh chơi nó nữa. Lật được không? Tôi tưởng nó đang là xe rồi đó là ba cục kỳ kìa, tưởng nó đã không à, ba cục kỳ tưởng nó đã không à. Xuống đây cho nó an toàn. Cong à, bị cong à, vênh đúng không? Thế là do hàn rồi. Anh tên gì nhỉ? Anh tên Phúc. À, hôm nọ làm vừa lên đây là còn đang một nửa này thôi, bây giờ lên đã lên nóc hết rồi. Nhanh thật. Mất nó cho tôi tỏ qua sát đó coi rồi. Ít tỏ hàng ấy nhói có đi coi rồi. Từ tặng chế hàng kia nó rất là mấy. Mấy chữ hàng nó dù rồi, nó là cho. Mà anh thì cho không mất. Mà anh thì không mất.
Hai cậu cháu đang bàn kỹ thuật. Những mũi hàn rất là cẩn thận. Ui, đấy, đấy nguy hiểm lắm đấy. Cẩn thận nha. Nguy hiểm quá. Đổ chứ. Tôi rất thích cái góc view này. View này rất là đẹp. Xi vào à? Không, nó bị hở đấy đúng không? Nhưng mà làm cái tường này vẫn đẹp nhỉ, nhìn cái tường đẹp thật mịn. Không đi quen nhiều nhưng mà rất là ghê chân. Bên phía dưới là mẹ và vợ của Dũng thì đang di chuyển số đất bên trong ra để chuẩn bị láng nền. Cái này thì tuần nữa là vào nhà mới. Không đến tuần nhỉ, nếu mà thời tiết không mưa. Không mưa thì nó hai mấy ngày. Nhà chú tít trên kia à? Thì nó dọc kia đúng không? Ừ, dọc kia nó cứ nhà, có một cái nhà xây to kia à? Xuống tí. Nhà xây bây giờ đang chỗ để người ta chụp ảnh kia đúng không? Mà hẳn đấy. Ồ, thế chỗ này đi từ chỗ này sang là cũng phải, nếu mà đi thẳng này thì nhanh, đi đường vòng này thì mới là xa đấy chứ. Xa chứ. Để trình bày thì cũng cần. Đấy. À, quầy hàng hiểu không? Đúng rồi. Bé nhanh nào rồi, nhanh nào, nhanh nào. Có cái điện lên đây hàn xì cũng tiện. Không là phải vác đi chỗ khác đấy, nhỉ. Bình xì à? Cái cầu thang dốc quá. Hôm nay không biết cửa kéo lên này. Sao đây? Tiến hành hàn xì luôn. Cẩn thận vỡ đấy. Vỡ là đi.
Xuống đi con này, nguy hiểm lắm này. Bác còn không. Cẩn thận nhá. Quay lưng lại xuống. Tí bắt từ đó ha. Đúng rồi, quay lưng lại. Đúng rồi. Đừng lên, nguy hiểm lắm. Ừ. Thế thôi, cao lắm. Điện này khó rồi đi. Chưa có, bây giờ mới cắm đúng không? Hi, cầu thang dốc quá nhỉ. Nó đi ngược xuống à. Để ra phải quay lưng lại. Sáng mai là lập hết được rồi, nếu mà không mưa. Luôn. Một người giữ chứ. Không giữ nó lệch đấy. Này, đi hàng đi qua. Có một tí lần tỏ ha, trong flow lên cầu có kênh. Có đám kênh lên đầu đấy. Bắn luôn, hàn xì luôn, rất là giỏi. Tự như vậy là dình tự giã đất khung và đến bây giờ lên phần mái thì còn đến phần sắt tiền chế này thì dình cũng làm được. Đấy. Rất là đan đan. Nếu mà không biết làm sẽ phải thuê thợ thì sẽ phải mất một khoản tiền nhiều nữa đấy. À, biết làm thì tiết kiệm được bao nhiêu. Bốn chân lên. Đấy. Cao thật. Đấy, các bác xem. Tôi đang đứng ở cái nóc nhà rất là cao. Đấy. Chỉ cần một sơ sẩy của tôi thôi thì sẽ tiếp đất bằng cả cơ thể. Không dám nhúc nhích luôn.
được gì đây? Lùi xuống à? Rộng. Nguy hiểm quá. Dình chuyển xuống ở đây là trẻ con, bọn trẻ con đi học gần hơn nhỉ? Xuống đây gần hơn. Ở trên kia là trước đây là phải học trên Quyết Tiến à? À đây à? Nhưng mà bây giờ học hết đấy là phải xuống chú này chứ đúng không? Thế là gần hơn rồi. Chơi trên đất cao. Chỗ hang tôi xuống câu hết nè. Anh nhìn nhìn. Sao cũng có. Làm sao? Bây giờ sao cũng có. Mọc mạnh quá. Đây. Chít nữa là không rơi được nhưng mà nó bị cây chắc chắn thôi. Sợ mình ngã đấy chứ. Ngã thì mới rơi được, còn không ngã không rơi. Đã lên được thanh, gọi là thanh xà đấy. Nhờ. Xà gồ đấy. Không có gì bám luôn này. Cái bờ rô này cũng chắc phết để dẫm lên nó không vỡ đâu nhá. Nó cũng đóng thôi. À. Tấm là vỡ ngay. Cái đống đá trước mặt này là sau này để làm gì được? Cái đống đá trước mặt này này. À thế à? Sau này làm cái bờ rào đi. Nhỉ, làm một cái rào, bờ rào thấp thôi ở đây bằng đá.
uống đâu. Ây da. Cái cầu thang này gốc thấp. Rất mịn. Cái góc này này. Đó là cạo. Đó. Góc này rất là cạo. Ở cái góc cạnh này nhìn tường rất là mịn. Bên dưới là vẫn hoàn toàn là được làm nền móng bằng đá đấy nhé. À, các bác nhé. Xong rồi dã đất lên bên trên. Rất là cao, nhìn được mịn, cực kỳ mịn luôn, rất là mịn. Bên trong các sàn thì được quét vào trong này. Rất là mỏng manh. Hôm nọ thì cho vào, bây giờ là cho ra nhỉ. Hôm nọ cõng vào, hôm nọ bây giờ lại đẩy ra. Hết rồi nhỉ. Hai chuyến đi, một chuyến không hết được đâu, còn một chuyến nữa. Chuyến này còn lại thì để lại. Để lại thôi. Được quá rồi à? Không được một chuyến nữa. Đẩy ra thôi. Là bây giờ lại lấy cát vào. Rơi vào người đúng không? Rồi, rồi. Đấy. Những bông hoa rơi xuống. Những bông hoa lửa. Đấy, vẫn được một xe nữa đấy. Chính. Hôm nọ là lấy đất ở đây này. Đất đây. Tường sau nhé, đây là tường sau của nhà dình này. Rất là cao. Cái mái nó hơi ngắn hay sao ấy nhỉ? Mới đến chỗ này thôi à? Chỗ này phải ra một tí nữa chứ nhỉ? Không nó chả vào chơi chợ vào chân tường à? À thế à? Ừ, thế thì được. Không nó chơi vào cái tường sợ.
hỏng nhanh. Sau này vẫn dưới này vẫn làm rãnh hết đi nhỉ, làm rãnh để nước. Cáo lắm. Trước phá cái chỗ đất này, nền này là mất bao tiền máy máy xúc nó làm ấy? Hơn 50 à? Hơn 10 á? Cái đá này thì nó đào cũng dễ nhưng mà mình đào thì lâu, phá khó đấy. Đấy, góc này này. Thế chắc chiều mai lập xong hết nhỉ? Yeah. Hôm nay không lập được đâu, bây giờ muộn rồi. Mai lập. Vừa đi xe máy vừa chửi à? Ngày mai nữa thôi là chắc là nhà gì sẽ lập hết. Không còn nhìn thấy trời nữa rồi. Bây giờ hiện tại đang nhìn thấy trời. Ngày mai là không nhìn thấy trời nữa. Đường rất là mịn. Đất vuông góc. À, vuông góc giữa các phào. Thằng gà đã ở đây rồi. Bắt cả gà xuống đây rồi à? Đấy, bắt cả gà xuống đây rồi. Ừ, dây điện này là trời mưa là phải che cẩn thận đấy. Này. Cô đang xem hát à? Hát dân ca Mông à? Ờ. Cũng hay xem YouTube đấy nhỉ. Đây là ở trận đâu? À, đây ở trận đâu xem nào? Không hết. À, toàn tiếng Mông. Chịu. Do là bận rộn trong công việc làm nhà thì dây phơi giữa các kiểu cũng chưa được cẩn thận. Nên đây là quần áo sau khi được giặt xong thế là được phơi tạm trên các cành cây.
Đấy. 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 Yeah. Hôm đấy ổn định xong thì dì sẽ nối dây mới có thể có dây phơi, hiện tại đang phơi tạm. Đấy. Đến các cành cây thôi. Mình rất thích cái góc này. Đấy, góc này là góc cổng chính của nhà dình luôn. Đó. Đấy, các bác xem. Đấy. Đấy, đấy, gọi là một góc. Nếu mà ở đây chụp ảnh rất là đẹp luôn. Một góc gỗ u. Tuyệt vời. Vâng, thưa các bác thân mến, hôm nay thì clip Phúc Bang ở tại nhà dình hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Và hẹn quý vị và các bạn và các bác vào cái hôm tới mà lập xong thì đổ nền và vào nhà mới thì Phúc Bang sẽ chuyển tiếp những cái hình ảnh mới nhất về nhà em dình tới quý vị và bạn. Còn đến bây giờ thì clip của Phúc Bang xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại quý vị và các bác trong các clip tiếp theo của Phúc Bang. Xin chào.